Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Giống lan Cattleya là một cái giống lan rất nổi tiếng, được nhiều anh em biết đến, đặc biệt là những anh em ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam mọi người ha. Thì cây Cattleya thì có rất là nhiều cây và nhiều kiểu hoa, từ những cái màu xanh đỏ tím vàng. Nói chung anh em sưu tầm thì sẽ biết cực kỳ nhiều mặt hoa. Tuy nhiên thì trong số đó những cái mặt hoa mà xanh đỏ tím vàng chỉ là những cái mặt hoa bình thường của cái cây lan cát thôi. Thì có cá biệt xuất hiện một số cái cây lan cát cho những cái mặt hoa đột biến cánh chớp, là cái mặt hoa quý nhất của dòng lan Cattleya. Và trong số đó nổi tiếng nhất đó chính là cái cây có tên gọi là Hắc Tùng Chớp mọi người nhé. Và cây này được mệnh danh là nữ hoàng chớp của dòng lan Cattleya, và nó cũng là chính là cái lý do vì sao là cái cây này nó lại nổi tiếng, là được nhiều người biết đến và nhiều người sưu tầm đến vậy. Đó là khi mà hoa nở thì cực kỳ đẹp luôn mọi nhé, hoa rất to, rất là thơm, và đặc biệt là đẹp vô cùng luôn. Đây mọi người, nếu mà chưa biết mặt hoa của Hắc Tùng Chớp đẹp ra sao thì mọi người có thể theo dõi trong clip luôn ha. Khi mà hoa nở thì cho ra bông hoa rất to, và đặc biệt là cánh vàng. Tuy nhiên là không phải là cánh vàng bình thường như những cây khác, mà ở cái chớp, những cái cánh hoa thì nó sẽ lên những cái chớp đỏ mọi người nha. Đó, lưỡi đỏ, chớp đỏ, đó là chính là cái điều đặc biệt của cái cây Hắc Tùng Chớp này. Và về nguồn gốc thì ngày xưa nó là từ một cái cây lan cát có tên gọi là Hắc Tùng. Sau đó thì được trồng chăm sóc và xuất hiện trong một cái lô Hắc Tùng, Hắc Tùng đỏ mọi người nhé. Hắc Tùng là tức là cái cánh hoa nó đỏ hết, thì xuất hiện ra một cái cây chớp, đột biến chớp, và từ đó cái tên gọi Hắc Tùng Chớp là ra đời, và có được cái mặt hoa Hắc Tùng Chớp như mọi người đang thấy như bây giờ mọi người ha. Rồi, và cái cây này thì nó mang tính thứ nhất là giá trị sưu tầm cực kỳ cao luôn, và thứ hai là nó cũng là một cái cây được rất là nhiều anh em trồng chăm sóc nhân giống, để người ta gọi là làm kinh tế mọi người. Tức là khi mà các bác anh chị chúng ta trồng chăm sóc ra những cái chậu to, chậu lớn rồi, chúng ta có nhiều thân rồi đó, có thể tách ra người ta chia cho anh em bạn bè, hoặc người ta bán đi để chúng ta thu hồi vốn, cũng như là có thể là nhiều người trồng chăm sóc người ta còn nhân giống lên, là gọi là làm kinh tế luôn mọi người nhé. Tất nhiên là cái câu chuyện mà làm kinh tế thì để khi nào mà các bạn chị trồng chăm sóc được nhiều đã. Thực sự thì cái cây này thì trồng một năm thì từ một thân của nó thì nó lên tầm cỡ 2-3 thân là cũng giỏi lắm rồi. Là cái tốc độ nhân giống của nó khá là chậm so với những cái giống la khác. Tuy nhiên cái việc mà nhân giống chậm thì nó đồng nghĩa với việc là cái cây giữ giá rất tốt. Thành ra là từ mấy năm nay thì nó cứ một cái kiểu giá đó thôi, nên là những anh em mà trồng chăm sóc người ta đi trước thời gian tí thì khi mà trồng nhân giống được nhiều thì cũng gọi là cũng rất là ok, kiếm tiền rất ok cái cây này. Hoặc là ta có thể là đổi sang những cái cây mà giá trị cao hơn đó. Đó là về mặt kinh tế, còn về mặt thẩm mỹ thì hoa phải nói là đẹp tuyệt vời, đẹp vô cùng luôn mọi người ha. Rồi, và hôm nay thì em sẽ lên clip để giới thiệu với anh em về cái cây Hắc Tùng Chớp này. Và đặc biệt trong clip ngày hôm nay thì em đang có một cái chậu hai thân rất là đẹp mọi người nhé, cực kỳ đẹp luôn. Rất hiếm khi mà có được cái dề hai thân mà nó đẹp và nó hoàn hảo như vậy. Anh em có thể thấy, thứ nhất là cái cấu tạo của dề này thì nó gồm hai thân. Cái này gọi là hai lá cũng được, thì thường đối với dòng lá cát thì anh em hay gọi là lá hai lá. Và thứ nhất là cái thân mẹ đây, thân mẹ thì mập khỏe trưởng thành rồi, và nó còn một cái mầm gốc rất là lực mọi người nhé. Đây anh em xem đó, còn một mầm gốc rất lực. Rồi, và thứ hai là cái thân tơ tít. Thân tơ tít này thì tất nhiên thì đối với cái thân tơ tít thì mầm đầy đủ ha. Hiện tại thì em quan sát là thấy có hai mầm hai bên rồi nè, một mầm này, hai mầm hai bên. Nó còn có thể là có nhiều mầm hơn nữa mọi người nhé, mắc gạo đồ do cái thân tơ tít mà. Và cái đặc điểm để nhận dạng cái cây Hắc Tùng Chớp này đó chính là những cái thân của nó mọi người xem. Thân của nó khi mà ở trạng thái mầm hoặc trạng thái măng thì mọi người sẽ thấy chớp. Những cái chớp tức là cái nó lá xanh nhưng mà nó có những cái chớp tím ở trên những cái đầu lá mọi người nhé. Đây anh em xem, đặc điểm để anh em có thể nhận dạng ra nè. Đây nè, thấy không? Thấy những cái đường chớp tím không? Trên lá không? Và những cái đường chớp này nó sẽ dần dần nó mờ đi khi mà cây nó trưởng thành. Khi mà cây trưởng thành thì nó sẽ dần dần mờ đi, nhưng mà nhìn quan sát kỹ thì vẫn thấy những cái tia chớp. Và đặc biệt nhìn rõ nhất là ở trạng thái mâm mọi người. Trạng thái mâm hoặc là măng nhỏ là mọi người sẽ nhìn trạng thái mâm. Đây, những cái mâm đây mọi người thấy không? Chớp ở ngay chỗ đầu mâm nè. Đó, thấy không? Mâm là lên chớp. Rồi. Tất nhiên thì đó chỉ là một phần để anh em quan sát thôi, chứ không phải là cái cây nào mà cứ Cây Cattleya là một cái lên chớp là Hắc Tùng Chớp đâu, quan trọng phải sưu tầm ở vườn uy tín và trường giống được mọi người nhé. Rồi đó, và hôm nay thì cái chậu đây thì anh em sưu tầm thì em sẽ gửi nguyên chậu nhé mọi người. Và giá của cái cây Hắc Tùng Chớp này, cặp Hắc Tùng Chớp này thì có giá là 2,5 triệu mọi người nhé. Mọi người mua thì em sẽ gửi nguyên chậu đi. Anh em lưu ý là cái thằng Hắc Tùng Chớp này thì giá nó cao và gấp vài chục lần cái cây hàng thường. Chính vì vậy thì anh em nếu mà thực sự muốn sưu tầm thì chúng ta đầu tư một tí mọi người nhé. Và đảm bảo khi mà người ngắm hoa cũng như là trồng nhân giống thì sẽ không thất vọng đối với cái cây này đâu. Cây được cực kỳ nhiều anh em chơi, sành chơi, rất là yêu thích. Rồi, và cái độ hot của cây này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thì thật ra Hắc Tùng Chớp này thì ngoài hoa đẹp, thơm, hoa to thì nó cũng là một cái khoản đầu tư cho tương lai của anh em nữa ha. Rồi, anh em có sưu tầm thì cứ liên hệ với em nhé. Giá 2,5 triệu mọi người nhé, 2,5 triệu em bán trọn giá mọi người nhé. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà.